bàn phím cơ một tay. Bàn phím cơ cho người một tay. Có thể bạn đang nghe đến bàn phím cơ, nhưng mà ở bạn đang nghe đến bàn phím cơ một tay. Với từ khóa bàn phím cơ một tay thì lên trên mạng bạn sẽ tìm kiếm những chiếc bàn phím cơ trông vô cùng quý báu, nhìn tàu khựa có mức giá từ 500 đến căng lắm là một củ. Thì hôm nay sẽ giới thiệu các bạn một cái hàng tàu nhưng có mức giá lên tận 3,5 triệu. 3,5 triệu bỏ ra thì chúng ta sẽ có một cái hộp như này. Đấy, bên trong sẽ là cái bàn phím, bỏ nó ra. Ở dưới thì chúng ta sẽ có cho mình một cái phong bì không có tiền. Cùng với đó thì các bạn sẽ có cho mình là thư cảm ơn vì đã mua cái sản phẩm trị giá 3,5 triệu của chúng tôi. Một cái sách sử dụng cho những cái bạn nào cần phải đọc sách sử dụng. Nhưng cái thứ quan trọng hơn, sticker bé. Wow, đúng là 3,5 triệu khác. Nó đem một cái dáng vẻ cực kỳ sang trọng. Các bạn phím này được trang bị cho một loại switch có thể điều chỉnh được cái lực ấn. Cùng với đó thì đây là switch laser. Thì vậy thì các bạn sẽ bị cháy hiện tượng double click. Chứ chỉ dừng lại ở đó thì toàn bộ thiết kế là thiết kế công thể học, khiến cho một khi bạn để tay xuống là bạn chỉ muốn chơi game thôi. Chất lượng build thì phải gọi là vô cùng là vững chắc. Chứ chỉ dừng lại ở đó thì âm thanh vô cùng là sống động. Cùng với đó là đèn led 16,7 triệu màu. Nhưng mà liệu nó có ngon không thì các bạn phải bấm vào nút đăng ký để chờ đợi video nhé. Bye bye.